Nhân xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay Nhân xin cập nhật lại tất cả những lốc nhà thuộc đợt chính của dự án cắt tường Phú Sinh cho tất cả quý vị khách hàng cùng được xem lại nha. Thì trước mắt tất cả quý vị khách hàng là lốc nhà Y7. Lốc nhà Y7 này với cái diện tích là ngang 5m dài 10m. Thì lúc trước công ty bán với cái giá là 970 triệu một căn. Bây giờ có những khách hàng ký gửi là khoảng 1 tỷ mốt một căn nha mọi người. Trước mắt có tất cả quý khách hàng là quỹ đất của đợt 8 và đợt 10. Đợt 8 và đợt 10 thì mình làm điện âm nha mọi người. Còn bây giờ là mình sẽ bay qua lốc nhà Y1. Lốc nhà Y1 này với cái diện tích là ngang 4 và 12, có cái sân trước 2m và có cái giếng trời phía sau nhà. Thì lúc trước công ty bán với cái giá là 898 triệu một căn. Bây giờ có những khách hàng ký gửi là khoảng 1 tỷ một căn nha mọi người. Hiện tại thì cái lốc nhà Y1 này thì khách hàng về nhận nhà cũng khá đông rồi. Thì ban ngày thì mình thấy như vậy thôi, chứ buổi tối thì mình thấy rất là nhiều người ở, cho nên là cảm giác nó cũng rất là sung túc nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bay qua lốc nhà Y1. Lốc nhà Y1 với cái diện tích là ngang 4 và 14 và ngang 4 dài 15, 16. Vì cái lốc đất nó xéo thì công ty sẽ xây theo cái diện tích đất luôn. Thì lúc trước là với cái giá là 1 tỷ 036 triệu một căn. Thì nhà lốc Y1 này thì có sân trước 2m và sân sau 2m. Tức là mình xây với cái diện tích là ngang 4 dài 10. Còn trước mắt tất cả mọi khách hàng là lốc nhà Y2. Y2 thì với cái diện tích là ngang 5m dài 12m cho tới ngang 5 dài 15m. Thì cũng lý do là lốc đất nó xéo. Thì công ty bán với cái giá là cũng khoảng 1 tỷ 50 triệu một căn. Còn trước mắt tất cả mọi khách hàng là lốc nhà N8. Lốc nhà N8 này với diện tích là ngang 4m dài 12m. Trước nhà mình có một cái sân là 2m và có một cái giếng trời trong nhà. Thì lúc trước công ty bán với cái giá là 950 triệu một căn. Thì lúc trước mình thấy nó chưa có gì hết mọi người. Còn bây giờ thì Nhân cập nhật lại là nó đã xong hết rồi, hoàn thành hết rồi. Thì hầu như là tất cả những cái lốc nhà của đặc chính ấy, là bây giờ là khách hàng về nhận nhà là cũng khá là nhiều rồi. Thì có một số khách hàng thì ở, một số khách hàng thì cho thuê, thì nó rơi vào cũng tầm khoảng từ 4 triệu tới 6 triệu một tháng, mình tùy cái vị trí và lại tùy diện tích nha mọi người. Thì lúc trước là bán 950 một căn lốc nhà N8, nhưng mà bây giờ thì Nhân không có thấy giao dịch lại, cho nên là Nhân không có biết cái giá hiện tại. Lốc nhà N8 này lúc trước thì hầu như là khách hàng chê cũng rất là nhiều, nhưng mà lúc mà hoàn thành rồi á thì thật sự là nhìn nó cũng rất là đẹp. Phải nói là nó đẹp hơn tất cả những cái mẫu nhà của những lốc khác mọi người. Còn trước mắt có tất cả người khách hàng là K1. Lốc nhà K1 này với diện tích là ngang 5m dài 10m tới 12m nha mọi người. Thì lốc nhà K1 này thì công ty cất với cái mẫu thiết kế nó cũng rất là lạ. Nó có ban công trước và ban công sau luôn, nó giống như là hai mặt tiền vậy đó, nên nhìn rất là sang trọng nha mọi người. Ở trước mắt của mình á là lốc nhà L4. Lốc nhà L4 này thì với cái diện tích là ngang 4 dài 14, có 2m sân trước và 2m sân sau. Thì lúc trước là cái lốc nhà này thì giống như là nó nằm ở phía trong cùng đó, trong cùng của dự án đó, thì bán rất là chậm. Lốc này là bán chậm nhất trong tất cả những cái lốc nhà. Thì lúc trước là công ty bán với cái giá là 999 triệu một căn. Nhưng mà lúc mà hoàn thiện rồi á thì khách hàng cũng quyết định giao dịch rất là nhanh.
vì lúc trước là mình bán thì hầu như là nó chưa có nhà mẫu, cho nên là khách hàng vào cảm nhận không có được. Khi mà có nhà mẫu lên xong rồi thì khách hàng quyết định mua rất là nhanh. Và lốc nhà L4 này thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Còn phía sau của tất cả cái lốc L4 đó thì mình thấy là một cái quỹ đất rất là lớn, là quỹ đất đó là dành cho đợt 11. Đợt 11 thì mình chuyển khai, mình mở bán vào đầu năm sau, đầu năm 2018. Thì đầu năm sau thì nhân nghe phong phanh thì cũng mở bán đợt 11 cũng rơi vào tầm khoảng 1.200 nền đất. Còn các tầng phúc sinh mình thì sẽ triển khai trong vòng hết năm 2018 là rơi vào tầm khoảng từ 7-8.000 nền nữa nha mọi người. Trước mắt mình là công viên Khủng Long. Công viên Khủng Long là một trong những nơi buôn bán nhộn nhịp nhất của khu các tầng phúc sinh nha mọi người. Còn trước mắt của tất cả quý khách hàng là lốc nhà M3. Lốc nhà M3 này thì bán cũng khá là chậm, nhưng mà bây giờ thì tất cả quý khách hàng cũng đã giao dịch hết rồi, và khách hàng về đây nhận nhà cũng rất là nhiều. Hiện tại thì nếu như mình đi ban đêm thì cũng cảm giác cũng rất là sung túc, tại vì có người ở là mình sẽ cảm nhận được cái sự sung túc của cái khu đất, khu nhà mà mình chuẩn bị về ở. Thì lúc trước là công ty bán với cái giá là 825 triệu là lúc mà mình mới làm móng, mới xây tường. Thì khi mà công ty gần hoàn thành đó thì lúc đó công ty bán lại với cái giá là 926 triệu. Lốc nhà M3 thì công ty xây kiểu kiến trúc Pháp. Ở ngoài thì nhìn rất cổ kính nhưng mà ở trong thì nhìn rất là sang trọng nha mọi người. Rồi, và bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở video sau. Thì video sau thì Nhân sẽ làm, sẽ quay về khu công nghiệp Đức Bà Ba cho tất cả quý vị khách hàng cùng được xem cái tiềm năng cực kỳ lớn của khu công nghiệp Đức Bà Ba. Tất cả quý vị khách hàng mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký để mình có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Bởi vì lúc mà mình nhấn vào đăng ký rồi á, thì khi mà Nhân đưa lên bất kỳ một cái video nào thì bên Google hoặc bên YouTube họ sẽ thông báo cho mình là Nhân có làm video mới, để mình có thể tiện vào xem và theo dõi tại cái khu vực của mình chuẩn bị sinh sống và những khách hàng đã giao dịch của khu các tầng phúc sinh. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.